Rồi xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình đi ra ruộng cánh đồng buổi chiều nha cả nhà, ở Hậu Giang cả nhà. Thì đây thuộc về xã Hòa An. Thì ra thấy có người chú đang đào đường nước giữa nha cả nhà. Mình ghi hình lại cho cả nhà cùng xem nha. Đây. Đào lẻ lên nha, quá trời công rồi. Tụi phải đào lấy nước, cái đào cho ngay đâu mà công công. Có đường được à hả? Nghe tiếng dơ. Đào hóa chẳng luôn, hồi nãy đào đi hột 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 giờ hết đi nói hả? Xe mất lại. Đào thấy ham chưa? À, nãy dít cái lên, dít cái lên. Bây giờ dít nãy cũng chết luôn hả? Mới làm lúa đồng xương rồi nghe cả nhà, đốt đốt phải gom hết, cháy đèn thui chứ, chuẩn bị xạ lại nữa nghe cả nhà. Rồi giờ này vô được rồi, 5 giờ mấy rồi, không nổi đâu, ráng không nổi đâu. Ra qua bên thứ ba mua ăn đỡ không? Cho ăn đỡ đi. Cho gà con ăn. Tối này chợ làm gì vậy? Vậy. Gà là còn đây không? Còn. Đi mới cắt cái gì? Ừ. Sắn một bên ngay một bên không. Đi theo đường lại nè các bà. Tại cái đường nó không sẵn. Ừ. Nước hết vô rồi hả? Nước rộng rồi. Nước cái này mới đầu lớn rồi. Ừ. 8 giờ nó đầu nó vô. Đó xe cuốc đang sửa miếng lát bánh đây các nhà. Đang coi xe cuốc kìa. À, tháng này đi ruộng khỏe lắm nha, xe chạy tới ruộng luôn, tới chỗ làm luôn. Rồi dẫn vô nữa hết xăng rồi. Trời, có tội nghiệp không? Má quên nó vô, thấy ba lúa vô. Ông thầy đã giáo rồi, đang bằng khó quá, tung tung chặt, đang dọn đất chuẩn bị sạc vụ hè thu. Cũng đào rồi, xả nước, nước cái rồng xả cũng vô cả nhà, nó khô quá hơi nặng đào nha, nó hơi còng một chút. Đây đi theo đường nước cũ, đường nước cũ nó không ngay, rồi đi theo luôn. Nó hơi trọng một chút. Mình cũng xin kết thúc video tại đây cả nhà. Và đừng quên cho mình một like và đăng ký cái chia sẻ cả nhà. Rồi bye bye cả nhà.